Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đi ra mắt Pha-rô-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ai Cập, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ai Cập đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaoh sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy hốt cho trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pharaoh, Mô-sê sẽ vãi tro đó lên trời. Tro sẽ hóa bụi khắp cả xứ Ai Cập và sinh nhiều ghẻ chốc, cương mủ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ai Cập. Vậy hai người hốt tro trong lò đứng trước mặt Pharaoh, rồi Mô-sê vãi tro lên trời thì sinh ra ghẻ chốc cương mủ trên mình người ta và súc vật. Các thuộc sĩ đứng trước mặt Mô-sê không được, vì cớ ghẻ chốc đã sinh trên mình các thuộc sĩ như trên mình của hết thảy người Ai Cập. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, không nghe Mô-sê và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-sê. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pharaoh mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi, thì mai tại giờ này ta sẽ làm một đám mưa đá lớn, đến đổi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người, và vật đang ở ngoài đồng không vào nhà thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ai Cập, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Mô-sê bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ai Cập. Vả có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến đổi từ khi xứ Ai Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong cả xứ Ai Cập, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Pharaoh bèn truyền đòi Mô-sê và A-rôn mà phán rằng: Lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi,
không đợi lâu nữa đâu. Môi-se bèn đáp rằng, vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị đập. Vậy Môi-se lui khỏi Pha-ra-ôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pha-ra-ôn thấy mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy Pha-ra-ôn cứng lòng, không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se mà phán. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai Cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pha-ra-ôn mà tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy, ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối, không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến đổi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn, Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pha-ra-ôn. Quần thần Pha-ra-ôn tâu rằng, đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pha-ra-ôn. Người nói rằng, hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy những ai là người phải đi? Môi-se tâu rằng, chúng tôi đi sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pha-ra-ôn bèn nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai Cập, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ai Cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ sòng ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến, cào cào lên khắp cả xứ Ai Cập và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai Cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaoh vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng, trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này, và hãy cầu dùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vả chết này. Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va.
Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ. Khắp địa hạt Ai-díp-tô chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai-díp-tô có sự tối tăm dài đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy Mô-sê giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dài trong 3 ngày tại xứ Ai-díp-tô. Trong 3 ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chỗ dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaoh bèn đòi Mô-sê mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Mô-sê tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pha-ra-ôn nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta, khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa, vì ngào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Mô-sê bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Chương 11. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-sê rằng: Ta sẽ giáng cho ông và xứ Ai-díp-tô một tai vạ, đoạn người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Người định tha đi thì sẽ đuổi ra khỏi đây. Hãy nói cùng dân sự và dặn rằng: Mỗi người, bất luận nam hay nữ, phải xin kẻ lân cận những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm dân sự được ơn trước mặt người Ai-díp-tô. Mô-sê cũng làm rất tôn trọng trong xứ Ai-díp-tô, trước mắt quần thần Pharaoh và trước mắt dân Ai-díp-tô. Mô-sê nói: Đức Giê-hô-va như vậy, chừng nửa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ai-díp-tô. Hết mấy con trưởng nam trong xứ Ai-díp-tô sẽ từ thái tử của ngồi trên ngai mình cho đến ông cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc nữa. Trong cả Ai-díp-tô sẽ có tiếng kêu la hỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Ai-díp-tô tiếng kêu la hỏi cho đến đổi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel đến một con chó cũng sẽ chẳng sụt hoặc người hoặc vật. Hầu các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng Ai-díp-tô là giường nào. Này, quần thảo bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, sắp mình trước mặt tôi mà rằng: Ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi. Đoạn tôi ra. Mô-sê bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, làm giận lắm. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-sê rằng: Pha-ra-ôn chẳng nghe ngươi đâu, hầu cho dấu lạ ta thêm lên trong xứ Ai-díp-tô. Mô-sê và A-rôn bèn làm các dấu lạ Pha-ra-ôn. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Chương 12. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ.
Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn. Có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những thang lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chương 13. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đi, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người.
ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng: Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dái, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Thi Thiên thứ tư. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.